Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Bác Hồ, người đã dành cả cuộc đời để tìm con đường giải phóng cho dân tộc, cho nhân dân, kể cả khi sắp rời xa thế giới, về với cõi người hiền, người vẫn luôn dành sự quan tâm cho nhân dân cả nước, đau đáu một nỗi niềm yêu nước thương dân. Vào lúc 9h47 ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch, Bác Hồ kính yêu đã ra đi mãi mãi, khiến người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Ít ai biết rằng trong những ngày đại tang của cả dân tộc vào đầu tháng 9 năm 1969, bên cạnh nỗi đau thương mất mát như bao người đồng bào chiến sĩ cả nước, có một người đàn ông đã có được vinh dự cực kỳ lớn là được binh chủng không quân chọn tham gia đứng bên linh cữu Bác Hồ. Cũng chính người này sau đó trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 1969 đã là người lái chiến MiG-17 dẫn đầu biên đội bay thấp trên quảng trường Ba Đình để chào vĩnh biệt người. Vậy người đàn ông bí ẩn đứng bên linh cữu Bác Hồ là ai và vì sao ông lại có được vinh dự to lớn này? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Vào ngày 29 tháng 8 năm 1969, Bác nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng lễ Quốc Khánh Bác sẽ ra dự 10-15 phút. Ngày 1 tháng 9 năm 1969, Bác rất mệt, cũng có lúc tỉnh táo và nhanh nhẹn hơn, tự tay bưng và ăn được chén con long nhãn. Nhưng 9 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác bị một cơn đau tim rất nặng. Các giáo sư, bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc phải thực hiện cấp cứu cho Bác. Đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt. Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi. Thế là 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969 truyền đến cho nhân loại một nỗi đau. Bác Hồ ra đi mãi mãi để cho đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Ngày lễ Quốc Khánh năm đó, đất nước vắng hình bóng Bác. Và trong ngày lễ tang của Bác, có một người đàn ông may mắn đã có vinh dự lớn là được bên linh cữu của Bác, đó chính là người anh hùng Nguyễn Văn Bảy, phi công 7 lần bắn rơi máy bay của Mỹ. Dù quy luật muôn đời đã khiến ông ra đi ở tuổi 84, nhưng tên tuổi của đại tá phi công, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy vẫn sống mãi trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau bởi sự rực rỡ của những chiến công thần thánh. Gọi là thần thánh là bởi như ông có quá nhiều điều mà không phải ai cũng có được. Thậm chí nhiều năm trước, khi ông Bảy còn sống, đã có nhiều cựu phi công có chức phận của nước Mỹ đã cất công tìm đến xóm nghèo có tên Hậu Thành thuộc xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nhà ông Bảy ở đó, trong đó có Trung tướng Stephen Ritchie, được cho là phi công Mỹ giỏi nhất trong cuộc chiến Việt Nam, và đại tá tiến sĩ Marshall Michel, người có nhiều công trình nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. Họ đến để gặp cho bằng được một phi công ACE, dùng để chỉ những phi công bắn hạ từ 5 máy bay đối phương trở lên, người Việt Nam mà họ rất ngưỡng mộ. Những năm cuối đời, ông Bảy sống đạm bạc như bất cứ người dân Nam Bộ nào mà ta đã gặp. Đến nỗi khi đoàn cựu chiến binh, phi công Mỹ đến thăm nhà, gặp ông không ai nghĩ ông già nông dân giặt Nam Bộ này là đối thủ của mình trên bầu trời miền Bắc Việt Nam những năm chiến tranh. Thậm chí, viên cựu phi công Mỹ không nghĩ người bắn hạ các máy bay của không lực Hoa Kỳ được mệnh danh bất khả chiến bại lại là một ông già bình dị, hóm hình. Đó là anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy. Căn nhà nhỏ của ông nằm bên dòng kênh nhỏ, xung quanh là ao cá, chuồng gà, rộng ra là vườn cây ăn trái. Khi đó đã ở tuổi 83, ở ông Bảy vẫn còn phảng phất về cường tráng một thời. Nhưng không còn thấy gì ở ông chất phi công, mà thay vào đó là hình ảnh người nông dân Đồng Tháp 10 chính hiệu, dáng cao gầy, quần đen, áo nâu sờn vai, đầu quấn hở chiếc khăn rằn, râu dài không cần tắt tỉa. Tại mảnh đất này, ông Bảy đã ra đời và trải qua quãng thời thơ ấu nghèo khó thất học. Năm 17 tuổi, do bị cha mẹ ép lấy vợ nên ông trốn nhà theo bộ đội. Một năm sau, xuống tàu tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Dù mới học hết lớp 3, ông vẫn được hợp thức hóa tốt nghiệp trung học phổ thông để đi nước ngoài học lái máy bay chiến đấu và đưa về nước những chiếc MiG-17 đầu tiên cho không quân Việt Nam. Để rồi, ông cùng với chiếc MiG-17 cổ lỗ, cách gọi xem thường của phi công Mỹ của mình đã trở thành nỗi kinh hoàng của phi công Mỹ mỗi lần đánh phá miền Bắc Việt Nam. Ông là một trong 3 phi công đầu tiên được phong anh hùng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng của quân chủng không quân, được bầu đại biểu Quốc hội 2 khóa trước khi về nghỉ hưu năm 1990 với quân hàm đại tá. Về chuyện trở về nơi heo hút này, sống những năm cuối đời, ông Bảy giải thích: "Tao là nông dân, lớn lên lúc nước mất nhà tan, thần trai ra đi đền nợ nước. Xong chuyện nước non, tao lại trở về với đồng ruộng ở chính nơi mình sinh ra." 7 lần được Bác Hồ tặng huy hiệu. Vào năm 1960, nhà nước ta chủ trương đưa đi đào tạo lớp phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên ở nước ngoài. Yêu cầu của trên là cần có những chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Ông được chọn vì có thân hình cao ráo, vạm vỡ, sức khỏe tốt. Ít chữ, chương trình học lại toàn những kiến thức bậc cao, lại do thầy giáo nước ngoài truyền dạy. Ông Bảy khá vất vả, theo học kịp anh em. Vậy mà, kết thúc khóa học, ông thuộc nhóm bay khá nhất, được tự tay lái một trong 12 chiếc MiG-17 đầu tiên về nước. Trong quãng đời lái MiG-17, trực tiếp chiến đấu hơn 2 năm, từ năm 1965 đến năm 1967, ông có 13 lần xuất kích, trong đó một lần bị máy bay Mỹ bắn tơi tả. Còn lại, ông có 7 lần bóc cò và hạ 7 chiếc máy bay Mỹ. Nhiều năm sau, ông vẫn nhớ ngày thất bại là mẹ thành công, mùng 7 tháng 10 năm 1965, khi ông cùng 3 đồng đội trần ướt chân giáo lên nghênh chiến với một bầy máy bay Mỹ trên bầu trời Yên Thế. Chiếc MiG-17 của ông chưa kịp khai hỏa đã bị trúng tên lửa của đối phương. May mà ông vẫn điều khiển được chiếc MiG bị 82 vết thương trở về mặt đất trước sự kinh ngạc của đồng đội và các chuyên gia Liên Xô. Sau đó, ông tiếp tục có vài lần bay lên nghênh chiến với máy bay Mỹ. Dù không tiếp cận được, nhưng cũng giúp ông có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu quý báu, nhất là khi MiG-17 bất lợi hơn F-5, F-8 của Mỹ về nhiều thứ như tốc độ, trang bị hỏa lực, phương tiện kỹ thuật. Đó là ngày 26 tháng 4 năm 1966, khi hơn 20 chiếc máy bay Mỹ xâm nhập vùng trời Đại Từ, Thái Nguyên để đánh phá các kho xăng của ta. Các ông được lệnh đưa 8 chiếc MiG-17 từ sân bay Nội Bài lên đánh chặn. Bằng cách đánh bất ngờ táo bạo, ông Bảy với sự hỗ trợ của một đồng đội đã bắn rơi tại chỗ chiếc F-105. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 29 tháng 6, trên vùng trời Việt Trì, ông Bảy rơi vào hoàn cảnh bất lợi, bị đối phương rượt đuổi nhưng đã mưu trí dũng cảm đưa đối phương vào thế giáp lá cà và nổ súng tiêu diệt một chiếc F-8. Lại hơn 2 tháng sau, ngày 5 tháng 9 năm 1966, trên vùng trời Nam Hà, ông Bảy đã hạ một chiếc F-8 trong lúc đồng đội Võ Văn Mẫn của ông cũng hạ một chiếc F-8 khác. Chỉ hơn 10 ngày sau, ngày 16 tháng 9 năm 1966, ông Bảy cùng 3 đồng đội đối đầu với 16 máy bay Mỹ trên vùng trời Trí Linh. Trước khi đối phương tháo chạy, ông Bảy đã kịp ghi tên mình trên một chiếc F-4 bị bắn hạ, cùng lúc với 2 chiếc F-4 khác cũng bốc cháy từ những loạt đạn của đồng đội ông. Sang năm 1967, ông Bảy cùng chiếc MiG-17 của mình đã có thêm 3 lần hạ đo ván những chiếc máy bay Mỹ hiện đại hơn rất nhiều. Nói về cách hạ máy bay địch, cụ Bảy từng kể lại phút giây hào hùng. Cái năm 1965, người Mỹ bị chấn động khi những chiếc MiG-17 đời cũ của Không quân Việt Nam bay chậm hơn nhưng lại bắn hạ được máy bay tiêm kích ném bom F-105 tốc độ cao của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Hồi đấy, máy bay tiêm kích ném bom tầm xa siêu lắm, có thể hoạt động trong mọi thời tiết, ai cũng sợ. Thế mà họ vừa đưa vào chiến đấu tại Việt Nam thì ngay lập tức trở thành nạn nhân của MiG-17. Hồi đó tôi bắn rơi mấy cái. Máy bay Mỹ toàn loại siêu đẳng nên muốn đánh thắng chúng thì ta phải có cách riêng của mình. Lần đầu tiên tôi cất cánh tấn công máy bay Mỹ là 10 giờ ngày 19 tháng 6 năm 1965. Do tôi chưa có kinh nghiệm mà lúc đó máy bay Mỹ lại đông nên chúng áp đảo và bắn máy bay tôi bị thương. Thế mà tôi vẫn lái máy bay hạ cánh an toàn đấy. Vụ đó, các chuyên gia quân sự Liên Xô và đồng đội nể phục tôi lắm. Sau đó, rút kinh nghiệm từ đợt đánh đầu tiên, cụ Bảy đã áp dụng cách đánh mới. Biết chiêu của địch rồi nên mình phải dùng chiêu đối phó, đó là phải áp sát máy bay địch mà đánh. Vì máy bay của chúng ta hiện đại hơn, bay nhanh và trang bị súng đạn nhiều hơn, trong khi MiG-17 của mình chỉ có 3 khẩu pháo với 200 viên đạn. Bởi vậy, phải tiếp cận gần và mạo hiểm thì mới thắng được. Thế là mỗi lần tôi xiết cò, một máy bay Mỹ ra đi. Cụ Bảy kể chi tiết như vẫn còn sống trong những ngày tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Từ nhỏ tới lớn, tôi toàn chăn bò, rồi cưỡi bò đua với mấy thằng bằng tuổi trong làng. Tôi toàn thắng không à. Cái hồi đấy nhà nghèo nứt vách, cứ thấy xe hơi chạy trên đường là nguyên đám con nít chạy theo, hít khói khen thơm quá. Lúc đó, cả đám chỉ ước gì trong cuộc đời được một lần ngồi xe hơi. Rồi cái lúc xe đạp còn chưa biết đi, bỗng nhiên lại được đưa đi nước ngoài học lái máy bay, sướng lắm. Nhớ những ngày tháng 9 đau thương. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, vào thời điểm thiêng liêng xúc động nhất, trong lễ tang của Bác Hồ trên bầu trời Hà Nội, xuất hiện hai biên đội MiG-21 và MiG-17 bay thấp qua quảng trường Ba Đình chào vĩnh biệt Bác. Phi đội trưởng của biên đội 12 chiếc MiG-17 là anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Trước đó, ông Bảy đã có 2 ngày cùng đồng đội thay phiên nhau túc trực bên linh cữu Bác Hồ suốt ngày đêm. Ông Bảy nhớ lại, chiều mùng 3 tháng 9, khi đang huấn luyện, ông và đồng đội được tin Bác Hồ qua đời. Rồi ông được lệnh của Bộ Tư lệnh Không quân chuẩn bị vào canh trực bên linh cữu Bác Hồ, kèm theo yêu cầu phải kiềm chế cảm xúc, không được quá xúc động khi đang làm nhiệm vụ. Đó tiếp tục là 2 ngày đêm thật đáng nhớ trong đời ông, khi ông cùng đồng đội thay phiên nhau canh trực bên linh cữu người. Ông phải tự động viên thật bản lĩnh để đứng nghiêm, không biểu lộ cảm xúc, không được khóc, không được rơi nước mắt, dù khi trong lòng nước mắt trào dâng trước mất mát đau thương tột cùng. Để rồi sau mỗi lần được đổi ca trực kéo dài khoảng 30 phút, trở vào trong phòng nghỉ, ông và các đồng đội lại ôm nhau khóc. Các ông được yêu cầu trở về đơn vị, chuẩn bị đội bay, chào vĩnh biệt người trong lễ tang ngày 9 tháng 9 năm 1969. Chỉ quen bay chiến đấu, giờ ông được yêu cầu chỉ huy 12 chiếc MiG-17 bay đội hình thật đẹp, thấp nhất và chậm nhất có thể, ngang qua quảng trường Ba Đình. Công việc không phải dễ, nhất là lại bay tiễn biệt Bác Hồ về cõi vĩnh hằng. Nếu không khéo kiềm chế cảm xúc, ông có thể bất ngờ rơi nước mắt, điều tối kỵ đối với phi công trong lúc làm nhiệm vụ. Trong đời mình, ông may mắn nhiều lần được gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên, ông gặp Bác khi cùng hai đồng đội được Bác trao huy hiệu sau khi được phong anh hùng về thành tích bắn hạ máy bay Mỹ. Sau đó, ông có thêm 6 lần được trao huy hiệu Bác Hồ. Lúc thì Bác trực tiếp trao, lúc do lãnh đạo binh chủng không quân trao. Nhiều lần Bác đến thăm đơn vị, ông đều chọn để báo cáo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với Bác. Nhắc đến đây, giọng ông như trùng lại, đôi mắt ươn ướt. Cuối năm 1967, sau khi tôi đã bắn hạ 7 máy bay Mỹ, chính Bác Hồ đã chỉ thị không cho tôi cùng với những đồng đội có thành tích chiến đấu cao được tiếp tục trực tiếp nghênh chiến với máy bay Mỹ mà lui về làm công tác huấn luyện, điều hành. Tôi biết Bác lo sợ tôi chết, bởi nếu tiếp tục trên trời nghênh chiến, có thể tôi đã bắn hạ thêm máy bay Mỹ, nhưng cũng có thể tôi hy sinh, chiến tranh mà. Và chính Bác đã đề nghị rút ông Bảy từ đơn vị chiến đấu về cơ quan huấn luyện. Bác nói, những người dũng cảm, lập công xuất sắc, nhiều kinh nghiệm như phi công Nguyễn Văn Bảy cần giữ lại làm cán bộ huấn luyện. Và điều này nữa, Bác bảo, nếu để ông Bảy tiếp tục lái máy bay chiến đấu mà hy sinh thì Bác có lỗi với đồng bào miền Nam lắm. Sau đó, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội. Trong nhiều kỳ họp Quốc hội, ông được gần bên Bác để báo cáo công việc. Sau này, ông Bảy để dâu là để tưởng nhớ Bác Hồ. Sinh thời, Bác Hồ rất yêu quý các chiến sĩ phi công, đặc biệt phi công người miền Nam, trong đó có ông Bảy. Vài năm trước, khi đã ở tuổi 83, nếu đi trong cự ly 50 km, đi về 100 km, ông đều tự lái chiếc xe máy cà tàng mua từ thời bao cấp. Còn đi xa hơn, ông mới nhờ đến xe hơi. Ông đã có một thời tuổi trẻ lừng lẫy, dữ dội, giờ đã qua tuổi cổ lai hy. Ông vẫn sống đẹp, sống khỏe, sống thú vị. Cuộc đời như vậy đúng là quá lời, như cách nói của ông. Quý vị thân mến, cuộc đời của anh hùng lực lượng vũ trang, Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy thật huyền diệu, đầy ý nghĩa. Ông đã để lại cho hậu thế những kỷ vật vô giá, đó là cốt cách người đàn ông đất Việt, nước có giặc thì đi đánh giặc, và khi giặc tan nước yên, không màng danh lợi như truyền thuyết, ông lui về cố hương, làm ông già Nam Bộ như tổ tiên cha ông đã đừng làm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.